Còn những cái lời nói rất là sexy của Khánh Vy nữa. Nào là cứ hâm mộ anh, nào là cứ thần tượng anh. Good morning. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi dẫn một sự kiện có nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Cái lần đầu tiên mình gặp anh Sơn Tùng MTP là vào năm 2016 gì đó, trong một lễ trao giải, và mình ngồi sau ghế, hàng ghế của anh Tùng, mình xin anh Tùng selfie, và anh Tùng cũng rất là hoan hỉ, kiểu selfie đáng yêu, dễ thương. Cái ảnh đấy ở trong cái điện thoại, mà điện thoại đấy mình mất rồi nên mình không còn lưu ảnh đấy nữa. Và 6 năm sau sẽ đứng chung sân khấu cùng với thần tượng. Yay! Chào đón sự xuất hiện và có mặt trên sân khấu của đại sứ thương hiệu văn phòng phẩm Daily Việt Nam, nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Chúng ta hãy cùng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, hãy cùng ngồi xuống và tâm tình với nhau về câu chuyện này. Xin mời đại sứ thương hiệu nghệ sĩ Sơn Tùng MTP, xin mời đại diện của Daily Việt Nam. Em cũng là một Sky nha anh. Chết rồi, sao anh xúc động thế nhở? Hết xúc động này, họ này lại đến xúc động kia thế này, sao mà anh chịu được? Anh ơi, chỉ mỗi một mình em là Sky thì đang còn bình thường, nhưng mà cả khán phòng này là Sky anh ơi. Vâng, xin chào tất cả các mọi người ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ở trên sân khấu này thì có Sơn Tùng MTP. Đó, rồi lại bên cạnh là Daily, hai chữ Y. Rồi bên cạnh ngồi bên phải Tùng lại là Khánh Vy nữa. Gì cái gì cũng có, và Tùng xin chúc cho sự bắt tay này thành công rực rỡ ạ. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì mọi người cũng đã chuẩn bị tất cả những đồ dùng của Daily ở đây để mong muốn là nhờ anh một việc. Một việc? Hôm nay nhờ anh bao nhiêu việc cũng được, chứ một việc thì chưa ăn thua. Cứ nhờ thoải mái. Một cái bút bi màu gì hả anh? Anh nghĩ là anh rất là bình thường cho nên là một cây bút bi màu đen thôi. Rồi, thì bây giờ em chỉ dùng màu đen thôi ạ. Màu đen thôi em ạ. Cho nó nam tính nữa. Anh cũng màu sắc lắm rồi. Một cuộc trò chuyện rất là gần gũi. Và phải nói rằng tất cả những cái lời chia sẻ về sự ngưỡng mộ tình cảm của em dành cho anh Tùng là em nói thay cho hàng triệu Sky ở ngoài kia. Em cứ làm con tim anh thổn thức không mà. Chứ em bây giờ mà không nói là các bạn là về mắng vốn em đó. Úi giời. Thôi, còn những cái lời nói rất là sexy của Khánh Vy nữa. Nào là cứ hâm mộ anh, nào là cứ thần tượng anh. Khổ lắm ạ, làm anh cũng rất là ngại ngùng. Cảm ơn rất nhiều. Là một cung sư tử chính hiệu, nhưng mà sâu thẳm của mình là sự tự ti về năng lực của bản thân. Để mình nhận ra rằng là tự ti thì chỉ có mất cơ hội thôi, nên là phải tự tin lên thì mới gôn lên hồ được. Tự tin không phải là vỗ ngực và tự hào bản thân mình là nhất hay là nằm trong top đầu. Tự tin là hiểu mình luôn có thể tốt hơn nếu thực sự quyết tâm. Cốt lõi để đạt được điều đó nằm ở hành động. Để có hành động, mình phải sẵn lòng để thử sức. Mình chỉ cần tự nhủ rằng là cứ thử đi, chả chết ai đâu. Thử thì chỉ có là học thêm được điều gì đó mới thôi. Và khi mình học được điều gì đó mới thì sự tự ti và nghi hoặc về bản thân mình sẽ được giảm bớt. Và từ đó khiến việc tiếp tục thử, tiếp tục làm trở nên dễ dàng hơn. Và khi cứ làm, cứ thử, năng lực ắt sẽ được trau dồi, cống hiến ắt sẽ thêm hiệu quả, tự tin ắt sẽ có dần dần. Khi mình tin vào mình thì mình mới tạo dựng được sự tin cậy từ người khác. Và mọi thứ thì luôn cần thời gian, nên là chúng mình cứ cố gắng dần dần nhá. Trong cái sự kiện vừa rồi thì có tổng cộng là 15-16 khách mời kèm chức danh, và mình đã cố gắng không cầm kịch bản. Khi mà mình giới thiệu khách mời thì mình sẽ nhìn thẳng vào mắt họ và mình nhớ tên chức danh của họ, nhớ họ tên đầy đủ của họ, thì họ sẽ cảm giác là à, thực sự là người kia hiểu về mình và cảm giác được thực sự trân trọng. My name is Khánh Vy, you can call me V, the letter V, and it is my honor and pleasure to be your host. 大家好，我是 Trần Qing Wei MC. 认识你们，我很开心，谢谢大家。 Khi đứng tại sân khấu này thì Khánh Vy có thể được nhìn thấy bao quát sự tham gia của rất nhiều quý vị. Giám đốc điều hành tập đoàn Daily toàn cầu, ông Charlie Quang xin chào. Giám đốc điều hành Daily Việt Nam, ông Ngô Thanh Hải. Giám đốc thương hiệu tập đoàn Daily trân trọng giới thiệu ông Trấn xin chào. Giám đốc thị trường của tập đoàn Daily, ông Sang xin chào. Giám đốc nhà máy Daily Việt Nam, ông Lý Minh xin chào. Phó giám đốc của nhà máy Daily Việt Nam, ông Eric Quang. Phó giám đốc Daily Việt Nam, bà Nguyễn Hồng Hạnh, ông Hoàng Tùng, ông Nguyễn Văn Linh. Phó giám đốc kinh doanh công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Nguyên Huy. Những đại diện đến từ công ty cổ phần văn hóa Nhân Văn, hãy cùng chào đón chủ tịch hội đồng quản trị, ông Dương Quốc Trị. Tổng giám đốc, bà Hoàng Hà. Tổng giám đốc công ty cổ
cổ phần mỹ thuật và truyền thông ADC, ông Phạm Văn Thắng. Ta còn được chào đón những ban lãnh đạo và nhân viên của tập đoàn Daily Toàn Cầu cũng như Daily Việt Nam. Và quan trọng hơn hết đó là những đối tác rất thân thương của chúng tôi, những khách hàng thân thiết mà đã sử dụng và tin yêu Daily trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, dành một tràng pháo tay, sự tri ân, cảm ơn tất cả quý vị. Thank you very much. Thank you very much. Xin chào. Mình cũng đã từng rất là chật vật trong việc ghi nhớ. Mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mình ghi nhớ và mình nghĩ là mọi người sẽ áp dụng được trong công việc học tập. Cái này mình học được từ thầy Phùng Phong, là một kỷ lục gia về trí nhớ thế giới. Khi mình và thầy cùng làm ban giám khảo cho cuộc thi Mind Map sơ đồ tư duy của VTV7, và mình thấy nó rất là đỉnh cao. Đến thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì có rất là nhiều kiểu giám đốc, thì làm sao mà chúng ta nhớ được? Thì cách ghi nhớ đó là chúng ta sẽ thứ nhất là liên tưởng, tự kể ra những cái câu chuyện của chính mình. Và cái thứ hai là liên tưởng con chữ Trấn, tức là giám đốc thương hiệu ông Trấn. Thì khi mình nghĩ là thương hiệu là một cái gì đấy nó rất to lớn, nó là tất cả của một nhãn hàng, thì mình sẽ nghĩ là cần cái gì đấy nó trấn lại, trấn an, nó trấn yểm lại ở đấy. Thì mình sẽ nghĩ, ồ, giám đốc thương hiệu ông Trấn. Đến tiếp tục là giám đốc thị trường. Và khi mà thị trường chúng ta muốn mở rộng thị trường thì chúng ta phải đi sang chỗ này, đi sang chỗ khác, đúng không? Thì tức là giám đốc thị trường ông Sang. Đó là cái thứ hai nhá. Là giám đốc nhà máy là ông Lý Mính. Thì nhà máy và Lý Mính mình cũng không thể nghĩ ra được một cái gì là một cái câu chuyện nó có thể kết nối. Thì mình nghĩ là nhà máy và Lý Mính có một điểm chung, đó là có chữ M, đúng không? Thì khi các bạn nghĩ nhà máy, các bạn sẽ nghĩ một cái tên riêng có chữ M là Lý Mính. Và để các bạn nhớ rõ hơn thì các bạn sẽ dành khoảng 30 giây để các bạn nói liên tục: nhà máy Lý Mính, giám đốc nhà máy Lý Mính, nhà máy Lý Mính. Phó giám đốc nhà máy là ông Eric Wang. Thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta nhắc tới nhà máy ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là to. Và khi mà chúng ta nói trong cái nhà máy đó thì nó cứ oang oang cái tiếng mình ra, cái tiếng nó văng vẳng oang oang, thì mình nhớ là Wang, Eric Wang. Đó. Còn đối với cái tên mà của người trong nước mình thì sao? Thì chúng ta cũng áp dụng tương tự. Ví dụ, công ty cổ phần văn hóa Nhân Văn là có hai người tới dự là bác chủ tịch hội đồng quản trị và bác tổng giám đốc. Làm sao mình nhớ được? Bác chủ tịch hội đồng quản trị tên là Dương Quốc Trị, thì mình thấy là chủ tịch hội đồng quản trị và trị thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nhớ cái đấy đơn giản hơn rồi, đúng không? Giám đốc công ty cổ phần mỹ thuật và truyền thông ADC, ông Phạm Văn Thắng, thì mình sẽ nhớ theo cái kiểu là mỹ thuật, đúng không? Mình biết có rất nhiều họa sĩ tên là Thắng, họa sĩ Lê Thắng này, họa sĩ Mạnh Thắng này, họa sĩ Quốc Thắng này, thì mình nghĩ là họa sĩ, đúng không? Thì liên quan tới mỹ thuật thì chắc chắn là cái bác ấy tên Thắng rồi. Làm sao để nhớ cái tên của công ty? Thì mình nghĩ là ADC, mình nhớ luôn là cái nhà sách ADC ngay cạnh nhà mình. Và mình nghĩ là ADC thì chắc là C có liên quan tới communication chẳng hạn. Thì mình nghĩ là communication, truyền thông, ok, giám đốc công ty cổ phần mỹ thuật và truyền thông. Và mình sẽ thấy một điểm chung ở tất cả những cái danh sách này, đó chính là tất cả những công ty đều có là công ty cổ phần. Nên mình cứ nhớ trong đầu là công ty cổ phần, cái nào cũng tới lượt là công ty cổ phần. Và mình nghĩ là cái này các bạn có thể áp dụng được trong mọi trường hợp, khi mà các bạn thuyết trình, khi các bạn đi dẫn chương trình, khi mà các bạn học bài cũ hay là ôn thi các thứ, thì các bạn chỉ cần áp dụng cái này là các bạn sẽ nhớ. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nhớ học vẹt như ngày xưa, như kiểu bảng cửu chương 2x2 4x4 28 được, và chúng ta sẽ nhớ một cách có phương pháp, có chiến lược hơn một tí thì đỡ mệt đầu hơn, và cái tỷ lệ thành công và hiệu quả nó cũng cao. Chỗ biết. Anh Tùng nice lắm nha mọi người. Tức là sau lần này mình làm việc xong thì mình cảm thấy rất là nể phục hơn ấy. Bởi vì khi nào mình cũng thấy anh Tùng cúi chào tất cả mọi người, khi nào cũng làm như này này. Đó, sau khi nào cũng cảm ơn nữa. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mình, cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn các bạn, cảm ơn fan, tất cả mọi người luôn á. Cho nên mình nghĩ là người ta leo tới cái vị trí đỉnh cao chắc cũng có lý do ha. Sông sâu tĩnh lặng, lừa chỉ cúi đầu. Một thói quen đã thay đổi cuộc sống mình, đó là mình không còn tập mấy cái bài tập hùng hục nữa, mà mình sẽ tập những cái bài nó nhẹ nhàng hơn. Ở trên YouTube thì nó gọi là low impact workout, tức là những cái bài tập mà tác động nhẹ ấy, kiểu Pilates, yoga, tập thiền, tập thở, tập giãn cơ. Và mình thấy là người mình cũng vẫn là săn chắc này, người mình vẫn rất là gọn, vẫn giữ form, chứ mình không phải bắt ép bản thân mình là phải hùng hục một cái bài như ngày xưa nữa. Các ông còn có thương em mà đừng để em giải quyết mấy vụ này hoài. Có một lần cái cô Hồng Tử, tôi biết tờ giấy của cái thầy á, mình phải ai chặt cái khung đó là mình bật liền. Nó có một cái giường nó để giữa đường,